cho cầm đội ra. Này tên đến đây em vào uống rượu nhá. Đây tôi bảo quá. Anh công an thấy ba thằng em chất không? Nếu có say em sẽ đi phương tiện này. Nồng độ cồn hay là cái cổng, độ gì thì bọn em đấy cũng thích anh bắt được đấy.